Hôm nay chúng ta hãy cùng chơi trò chơi kỹ năng quan sát của bạn nhé. Có từng cấp độ từ dễ đến khó nhé. Và bạn hãy nhớ ghi lại điểm số xem bạn được bao nhiêu điểm. Mỗi câu bạn trả lời đúng thì bạn sẽ nhận được một điểm. Cấp độ 1, dễ. Bình nào khác với những bình còn lại? Là bình nước trà màu đỏ. Hãy tìm một loại hoa khác biệt nhé. Là hình này là loại hoa khác biệt. Trong những con vật này, bạn có thấy điểm khác biệt không? Là đây là con rắn. Hình nào là khác nhất trong đây? Đúng rồi, là con lật đật này. Bạn có thấy cuộn chỉ nào sai không? Đúng rồi, là cuộn chỉ này. Bạn hãy tìm ra một hình khác biệt. Là bảng màu này nè. Bạn hãy tìm một hình khác nhau ở đây. Đúng rồi, là hình này. Cấp độ 2, trung bình. Tìm một ngôi nhà khác biệt. Điểm khác biệt là ngôi nhà này. Bạn hãy tìm một chiếc giày khác nhau ở đây nhé. Là đây, chiếc giày này khác nhau. Bạn hãy tìm một bàn tay sai ở hình này. Là ngón tay này đây. Con bò nào khác với những hình còn lại? Đúng rồi, là con bò này. Bạn có tìm thấy con nào khác nhất không? Đây là con khủng long. Bạn hãy tìm một hình khác biệt. Hình này không có cái dĩa. Bạn có thấy ngôi nhà nào khác biệt không? Đây là ngôi nhà đã cũ. Cấp độ 3, khó. Lá cờ nào trong đây là khác nhau? Lá cờ này có màu cam. Bạn có tìm ra được bảng cấm nào khác biệt không? Đây là bảng cấm xả rác. Bạn có tìm ra biểu tượng khác nhau trong đây không? Biểu tượng này có hình nhỏ hơn. Bạn có thể thấy được hình nào khác nhất không? Là hình này khác nhất. Có con mèo nào sai trong đây nhỉ?
là khuôn mặt của con mèo này. Hãy tìm một trái tim khác nhất trong đây. Là trái tim ở trên này. Bạn hãy tìm cô gái khác nhau ở hình này nhé. Là khuôn mặt của cô gái này. Tổng cộng tất cả bạn được bao nhiêu điểm? Bạn hãy bình luận xuống dưới để mình biết nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.